Xin chào quý vị và các bạn. Bây giờ ta sẽ xem cách phân biệt hai giống mít, đó là mít ruột đỏ sao đỏ cùng với mít Thái siêu sớm. Và đây là hai loại mít gần như là nổi tiếng nhất hiện nay. Một loại mít của hiện tại và một loại mít của tương lai. Thì tại sao tôi nói như vậy? Bởi vì hiện tại thì người ta đang chú ý và bắt đầu trồng mít ruột đỏ. Và người ta hy vọng là mít ruột đỏ nó sẽ phát triển mạnh về diện tích, về giá và về thị trường xuất khẩu trong tương lai. Còn mít Thái siêu sớm thì hiện tại nó đã là loại mít trồng đại trà nhất rồi và được xuất khẩu rất mạnh qua thị trường Trung Quốc. Mặc dù vậy thì giá nó đang hạ dần, thì cũng không ai biết là tương lai nó sẽ như thế nào. Thì hiện tại các bạn xem, đây là cái mít ruột đỏ, còn kề bên là cái mít Thái siêu sớm. Và hai cái mít này thì được người ta trồng cách nhau chỉ khoảng 1,5 mét thôi. Thì các bạn có đoán được tại sao lại như vậy không? Đó là người ta trồng để thay thế. Cây mít của tương lai sẽ thay thế cho cây mít của hiện tại. Nghĩa là mít ruột đỏ người ta trồng và người ta hy vọng nó sẽ phát triển lên trong tương lai. Và cây mít Thái siêu sớm này thì nó sẽ chết đi. Có một nguyên nhân, đó là mít Thái siêu sớm thì nó không có tuổi thọ cao. Và như ta thấy cây này nó đang có trái nè. Thì mít Thái siêu sớm là loại mít có xuất xứ từ Thái Lan. Hiện tại thì được trồng rất là nhiều ở Việt Nam, gần như là nhiều nhất trong các loại mít. Và hiện tại ở vùng cây lậy Tiền Giang, người ta trồng rất nhiều và người ta thu mua để xuất qua Trung Quốc. Nhưng mà nó có cái khuyết điểm, đó là nó bị sơ đen, rồi nó bị thối trái, và nó bị cái nữa là tuổi thọ nó không cao. Trồng một thời gian thì nó sẽ bắt đầu thối dần ở gốc và nó chết. Như cây này nó có một cái vết bệnh ở đây rồi nè. Đây nè, nó sẽ thối dần vào thân và cây nó sẽ chết. Như cây này thì nó khoảng 8 đến 9 năm tuổi rồi và nó bắt đầu có những cái vết xì mũ nè. Và cái tên gọi của nó siêu sớm thì đúng như vậy luôn. Sau khi trồng khoảng 2 năm là có thu hoạch. Nhưng mà nó sẽ chết sớm và người ta trồng cây thay thế. Và hôm nay thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn phân biệt mít Thái siêu sớm và mít ruột đỏ qua hình dạng của lá. Này các bạn thấy, đây là mít ruột đỏ. Còn đây là lá của mít Thái siêu sớm. Và các bạn thấy nó có khác nhau gì chưa? Thoạt nhìn thì ta thấy nó khác nhau đó. Thì tôi cũng nói luôn. Đầu tiên là mít Thái siêu sớm thì lá nó to và nó trải rộng, đồng thời nó có một cái độ bóng như các bạn thấy nè. Lá to trải rộng nè là một, có độ bóng là hai. Và yếu tố thứ ba là phía dưới của lá nè, khi ta lấy tay ta cào thì nó nhám, bởi vì nó có lông và nó chỉ nhám lần đầu tiên thôi. Nếu như cào 2-3 lần thì nó sẽ hết nhám đi do nó rụng lông. Đó là ba yếu tố nha: lá trải rộng, rồi lá bóng và có độ nhám ở phía lưng. Rồi về mít ruột đỏ thì lá nó trải không rộng bằng, nhưng mà nó không trải rộng mà nó úp, nó có vẻ nó úp lại nè. Đó, lá nó úp lại, nó không trải rộng thì nó đối lại với cái lá trải rộng bên kia. Rồi lá thì độ bóng nó cũng không bằng, nhưng mà nó lại có độ dày, nó dày hơn, nó rất là dày. Và thứ ba là nó cũng không có lông ở mặt lưng. Đó là phân biệt, cách phân biệt của hai cái giống mít này. Đây tôi sẽ hái hai cái lá luôn để ta phân biệt. Rồi ta sẽ để xuống đất nha. Đó, các bạn thấy rõ luôn. Lá mít Thái siêu sớm thì trải thẳng và bóng. Còn cái lông ở mặt lưng thì phải cào mới biết chứ nó không có nhìn thấy được. Còn lá của mít sơ đỏ ruột đỏ thì lá nó úp lại và nó dày hơn. Lá úp và dày, còn cái này thì lá trải thẳng và bóng. Rồi cái yếu tố thứ ba thì có lông ở mặt lưng, còn lá của mít sơ đỏ ruột đỏ thì không có lông ở mặt lưng. Đó là cách để phân biệt
giống mít sơ đỏ ruột đỏ và giống mít siêu sớm và hình dạng của lá. Và các bạn đi mua cây giống thì lưu ý, các bạn có thể tham khảo cái video này của tôi và nhìn thực tế trong vườn thì có thể phân biệt được ở những cái yếu tố mà tôi vừa nói. Nếu như ta có kinh nghiệm một chút thì ta nhìn ta biết ngay. Nó còn nhiều yếu tố khác nữa, như là tôi nói một cái yếu tố sơ sơ qua nữa nè, là những cái mắt lá của cái mít sơ đỏ ruột đỏ nó gần nhau, còn những cái mắt lá của mít thái siêu sớm thì nó thưa hơn, nó xa nhau hơn. Đó cũng là một yếu tố, nhưng mà ta chỉ cần biết những cái yếu tố tôi vừa nêu thì có thể phân biệt được rồi. Thứ nhất là về độ dày của lá, thứ hai là về độ trải thẳng của lá, và thứ ba là mít thái siêu sớm thì có lông ở mặt lưng. Rồi thứ tư là về cái khoảng cách giữa các lá với nhau. Mít thái siêu sớm thì lá thưa hơn, còn mít thái mít ruột đỏ sơ đỏ thì lá nó gần nhau hơn. Rồi đó là những cái đặc điểm cơ bản nhất. Rồi tôi xin chào các bạn và hẹn gặp lại trong những lần sau.